Khó khăn thế nhỉ? Nóng lắm ạ. Tôi bảo là cũng tà rồi. Con tiểu thì tôm chứ thì ăn à? Nè. Trời ơi, chảy nước mắt luôn ấy. Nè. Thật ít thôi, thật nhiều thế. Thật ít thôi. Bà sao cay quá hay sao? Mồm đỏ lắm nhỉ? Ủa? Mình cảm giác kiểu chân mình ra khí bắt đầu ra ở chân. Tôi là